Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn in ra cái bảng của chương từ 1 tới 9 dựa theo con số mà người dùng nhập vào từ bàn phím. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị các số chia hết cho 5 trong khoảng A, B với A nhỏ hơn B. Đơn giản quá trời, đâu có gì đâu phải bận tâm. Bây giờ mình biết một cái chuyện chắc chắn là phải nhập được A và B rồi đó. Ok, nhập thôi. A bằng input. Xong A tương tự với B. Rồi, nhập được hai số. Ok, lúc này mình phải kiểm tra là A mà lớn hơn B thì string là số thứ hai nhất lớn hơn số thứ hai. Đó, rồi còn không thì thực hiện thôi. Ok, thì lúc này nè, cái tư duy nó sẽ phải như thế này nè. Cái đề đang cần là hiển thị các số chia hết cho 5. Chia hết cho 5 nha. Trong khoảng A đến B. Vậy thì mình phải hiển thị được các cái số đó ra. Đúng không? Vậy thì chắc chắn phải làm một cái vòng lặp rồi. Phải làm một vòng lặp for in range từ A cho đến B cộng 1. Cái này là phải làm. Thì trong vòng lặp for làm gì? Nếu như y này mà chia cho 5 bằng 0. Đó, chia hết chính là chỗ này. Chia hết là khi mà cái phép chia lấy phần dư mà kết quả là 0, tức là chia không có dư. 5 chia 5 dư 0, 6 chia 5 dư 1. Đúng không? Thì đây là chia lấy dư thì nó dư là 0. Thì khi là dư thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Chúng ta in ra màn hình thôi. Đúng không? Chỉ việc in ra màn hình. À vậy thì có thì cứ in ra. In đi ra thì đây chính là những số chia cho 5. Xong. Chạy thử. Đề bài đơn giản mà. Từ đâu tới đâu? Từ 1 cho tới 50 đi. In ra màn hình nè, 5 10 15 10. Đây là tất cả những số chia hết cho 5. Chuẩn đúng không? Đó, đơn giản thôi. Thì đây là đơn giản rồi, nhưng mà chúng ta có thêm một điều kiện nữa. Là in thì in ra nhưng không in quá 10 số. Tức là nếu chỗ này mình lên là 100 nè, nếu AB mình nhập vào là 1 cho tới 100 thì nó sẽ hơn 10 số với chia hết cho 5, nó chỉ in 10 số đầu tiên thôi. Thì chúng ta sẽ phải làm một cái chuyện là chúng ta có một cái biến đếm. Và biến đếm này nó sẽ phải nằm ngoài cái vòng lặp for này. Đếm bằng 0. Để mỗi khi mà nó in ra là mình đếm cộng cộng lên. Được chưa? Khi mà đếm tăng lên một đơn vị là cộng bằng một á. Khi mà đếm tăng lên một đơn vị rồi thì mình lại kiểm tra tiếp. À, là nếu như mà đếm này nó lớn hơn 10 thì chúng ta break khỏi phòng lặp. Là xong. Ok, đơn giản thôi, nói gì đâu. Rồi, thử nha. Code của mình đang làm nó sẽ khác với code mẫu ở trên website. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo hai cách, cách nào cũng được. Thử nha. 1 cho tới 100. Nó chỉ in đúng 10 số thôi. Nó không in hơn. Nếu như mình không có cái đếm này nè, mình bỏ cái câu này đi thôi nè, là nó sẽ in tất cả luôn. Nó còn bao nhiêu nữa? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 nữa đúng không? Đó. Thì đây là cách mình giải quyết. Tạo một biến đếm nằm ngoài vòng lặp. Bắt đầu của nó bằng 0. Để mỗi khi mà chúng ta tìm thấy được cái số mà nó chia hết cho 5 thì tăng biến đếm lên, thể hiện rằng tìm thấy một số, cứ tìm thấy một số lại tăng lên, tìm thấy một số lại tăng lên, y như các bạn cách học đếm của con nít thôi. Y như bạn lấy mới cục đá ra, cứ thấy một người lấy lượm một cục đá vào thì sau đó bạn ra là bạn biết có bao nhiêu cục, đúng không? Thì mình cũng lại biến đếm tương tự như vậy đó. Rồi mỗi lần như vậy mình lại kiểm tra coi đủ chưa. Đủ rồi thì kết thúc break. Break này là để kết thúc vòng lặp gần nhất của nó. Ok, xong, đơn giản. Còn lại xử lý ngoại lệ thì chỉ biết try rồi sau accept là xong, đúng không? Accept bạn muốn in cái gì ra bạn in, không in thì thôi nha bạn. Tóm lại là try với accept biết chán luôn rồi ạ. Rồi đầu vào không hợp lệ. Ok, và mớ này chúng ta sẽ phải thục vô là xong đó. Mình giải xong rồi ha. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo với cái code mẫu ở trên website hay trên .com.
và bạn tham khảo được có từ bình luận của các bạn khác nữa nha. Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị ra màn hình tam giác số, tam giác nha, hiển thị ra màn hình cái tam giác nha, tam giác số kích thước n theo mẫu n lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn.